Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư ngày 24 tây tháng 1 năm 2024, chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Cũng như theo yêu cầu của các bà con cô chú bác thì Tony Lê nhắc nhở trước 24 tiếng đồng hồ, ngày mai là ngày rằm tháng 12 âm lịch, bà con nào ăn chay thì đừng có quên nhé. Ngày mai nha quý vị, ngày mai trên cái đất nước Mỹ này là ngày rằm tháng 12 âm lịch rồi, chỉ còn có mười mấy ngày nữa thôi là Tết rồi quý vị ơi. Rồi trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi đi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, sau khi bị ăn đòn rầm rộ trong một cái tuần lễ vừa qua, thì vào ngày hôm qua tại Điện Kremlin, người đứng đầu đất nước Nga đó là chú Buri ra lệnh cho ồ ạt máy bay ném bom cất cánh lên bầu trời và nhắm của mắt lại phóng quả tiễn rầm rộ vào đất nước Ukraine và làm cho hàng triệu người dân Ukraine phải xuống hầm trốn trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Và nội dung thứ hai liên quan tới một cái nơi nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại, bà con cẩn thận củi lửa nha. Thị trưởng thành phố San Diego ban bố tình trạng khẩn cấp và đây cảnh báo người Việt ở Mỹ, đặc biệt là tiểu bang California miền Nam. Mưa xối xả, mưa như thác đổ, nó đã làm ngập lụt nghiêm trọng và xe cộ ngổn ngang như một cái bãi chiến trường. Xe nó trôi trên mặt đường giống như là đồ chơi vậy đó quý vị. Bà con cẩn thận của lửa ở thành phố San Diego nhé. Và nội dung cuối cùng liên quan tới chảo lửa Trung Đông. Trong suốt mấy tháng vừa qua, quân đội Israel làm chủ tình hình cuộc chiến, nhưng cuối cùng thì vào ngày hôm qua, một ngày mà quân đội Israel chứng kiến ngày chết chóc nhất của quân đội Israel, hàng chục binh sĩ chết trong 24 tiếng đồng hồ, vì sao và tại sao? Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và đừng quên để lại một cái like giúp gia chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình ở châu Âu, đặc biệt là cái cuộc chiến giữa chú Nga và chú Zelensky. Bây giờ cái cuộc chiến này nó đã bắt đầu bước chân vào cái năm thứ ba, nhưng nó vẫn chưa có cái dấu hiệu hạ nhiệt nha bà con. Nó còn căng hơn cái lúc ban đầu nữa. Ok, càng quánh, càng về sau này cuộc chiến này nó càng căng như dây đàn. Một bên thì cố gắng đi giành giật lãnh thổ của người ta, chiếm đất của người ta. Cái thế kỷ 21 này rồi mà còn vào nhà người ta mà còn nói là cái này là của tao, cái thành phố này là của tao, của ông nội tao để lại, của bà ngoại tao để lại. Còn một bên thì cố gắng giữ từng cm đất của mình. Cái thế kỷ 21 này trên cái quả địa cầu, người ta đã có vẽ cái đường biên giới, everybody đều có cái đường biên giới. Ok, nhưng chú Buri trong 2 năm vừa qua, chú cứ rầm rộ giành đất của đất nước Ukraine. Sau đó thì đây, quý vị nghe kỹ đây, trong một tuần lễ vừa qua, lãnh thổ của chúng Nga bị thuộc banh Sà Rông. Ok, bán đảo Crimea, nhiều thành phố nước Nga bị bục tan thành xíu quách, cả luôn những cái chiếc máy bay chiến đấu cơ của chúng Nga cũng bị quánh rầm rộ, bắn rơi rầm rộ. Ok, rồi đây, bao ngày hôm qua, một ngày đẹp trời tại Điện Kremlin, chú Buri đau đớn sau khi chú cảnh báo là ê mày quánh tao nữa tao chơi hạt nhân nữa nhé. Thì sau khi chú cảnh báo cái điều đó, bao ngày hôm qua, không quân Ukraine thông báo cảnh báo rầm rộ là máy bay ném bom của Nga đồng loạt cất cánh lên bầu trời, mang theo những cái quả tên lửa, quả tiễn phóng rầm rộ vào đất nước Ukraine. Trong đó có những cái quả tiễn ghê gớm, rồi nó gọi là siêu vượt âm thanh gì đó, cộng với những cái chiếc máy bay ném bom mà nổi tiếng của đất nước Nga như là Tu-22M số 3, vân vân và vân vân. Và bây giờ thì theo như các quan chức Ukraine xác nhận là Nga đã tiến hành một cái cuộc tấn công tên lửa lớn vào thành phố Kiev và nhiều thành phố khác, ví dụ như là Kharkiv, vân vân và vân vân, làm cho hàng triệu người dân Ukraine trong cái thời gian 24 tiếng đồng hồ vừa qua phải xuống hầm ẩn náu tên lửa của chú Buri. Gây cẩn quá. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Bây giờ chuyển sang Trung Đông. Từ châu Âu chạy qua Trung Đông cũng rất là xa, nhưng mà mình nói thì nó rất là nhanh nha quý vị. Vào ngày hôm qua, sau mấy tháng trời quân đội Israel tấn công rầm rộ vào cái dải Gaza, làm chủ cái tình hình ở cái nơi này, ok, cuối cùng thì
quân đội Israel cũng đã chứng kiến một cái ngày chết chóc binh sĩ nhiều nhất kể từ khi cái cuộc chiến nó bắt đầu. Đó là như thế này. Vào ngày hôm qua, quân đội Israel cho biết là trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, 24 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cái dải Gaza. Đây là số người chết nhiều nhất và lớn nhất kể từ ngày cuộc chiến nó bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. 21 binh sĩ chết trong một cái vụ nổ ôm bom tự sát. 3 binh sĩ kia bị bắn chết, vân vân và vân vân. Hiện tại bây giờ thì thủ tướng Israel tuyên bố chơi xả láng sáng dậy sớm, không cần biết mày là ai, không cần biết mày đưa ra cái điều kiện gì hay là cái gì. Hiện tại bây giờ thì Hamas nó cũng đang đưa ra điều kiện để ngừng bắn này nọ kia để thả con tin. Nhưng bên phía Israel thì no, không có điều kiện, không có đàm phán, không có gì nữa. Kỳ này chơi xả láng xóa sổ luôn Hamas, cũng giống như thủ tướng Israel đã từng tuyên bố cách đây mấy tuần lễ là đây là cái cơ hội mà nếu Israel không làm cái điều này thì sau này sẽ không bao giờ có cái cơ hội để xóa sổ cái tội Hamas này nữa. Ok, cho dù đồng minh của Israel, đàn anh của Israel là Mỹ đã lên tiếng cảnh báo là ê mày coi bộ mày quánh hơn quá đáng, làm cho dân thường chết nhiều quá. Hiện tại bây giờ theo như tình hình của cái dải Gaza mà trên cái thế giới này á, người ta cho biết á, là trên 25.000 người dân thường đã chết trong cái thời gian vừa qua rồi quý vị. Một cái con số ghê gớm quá, dân thường nha quý vị. Cho nên Mỹ người ta cũng rất là nhân đạo, người ta cứ Israel là thôi bây giờ nè, mày quánh nó như vậy đủ rồi, giờ tìm cách đàm phán đi, ngừng lại đi. Nhưng Israel một mực không nghe lời của đàn anh. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới một cái nơi nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại, đó là tiểu bang California, đặc biệt là cái miền nam thành phố San Diego, California. Nơi này có rất là nhiều người Việt Nam sinh sống, ok, tại vì nó gần khu Phước Lộc Thọ. Đây, bà con nghe xong, trước khi ra khỏi nhà nhớ cập nhật thông tin địa phương, nhớ chuẩn bị tinh thần cho mình, hoặc là nếu không có chuyện gì cần thiết trong cuộc sống thì đừng nên ra khỏi nhà trong cái thời điểm này. Tại vì sao? Ông thị trưởng thành phố San Diego, ông này tên là To Gloria, thị trưởng thành phố San Diego ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi công chúng không đi lại, không đi ra đường nếu không cần thiết. Tại vì sao? Sau đây mời quý vị nghe nha. Một trận mưa xối xả bất ngờ như thác đổ, nó đã làm ra lũ lụt bất thường và càn quét khu vực San Diego vào buổi chiều ngày hôm qua. Nó gây ra tắc nghẽn các đường cao tốc, đường trong thành phố, đường everywhere, nói đông nào là như vậy. Đường xá bây giờ nó ngập lụt và làm cho một số người dân phải bất lực đứng nhìn xe của mình đậu ở ngoài đường á, bị cuốn trôi theo dòng nước như là đồ chơi, ok. Và ngập lụt mưa này nó đã tàn phá rất là nhiều nhà cửa. Đó là những gì mà thị trưởng thành phố San Diego đã cho biết trên báo chí. Cái trận lũ lụt này nó bất ngờ quá, nó làm cho nhiều người mất cảnh giác khi mà lượng mưa lên tới 3 inch, ok, và rơi xuống khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, tức là mưa quánh đồ thì liên tục rầm rộ, thành ra nước nó không có rút kịp. Hiện tại bây giờ thì ông thị trưởng thành phố San Diego ban bố tình trạng khẩn cấp, cảnh báo người dân, di tản người dân và đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang nhằm để đảm bảo cho các giới chức cứu người dân kịp thời, và người dân phải di tản được chuyển tới một cái trung tâm do Hội Hồng Thập Tự của đất nước Mỹ tổ chức xây ra đó, ok. Tức là hiện tại giờ người dân San Diego đi đến cái nơi này của Hội Hồng Thập Tự để mà ẩn náu cái chuyện lũ lụt này. Bà con ở bên đó cẩn thận củi và lửa nha. Rồi 6 giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ tư, tôi để cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình châu Âu, Trung Đông, nước Mỹ. Tôi thì cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ, đó cũng là cái cách quý vị chia sẻ với bà con ở khắp năm châu bốn biển. Và đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tony bằng cách là bấm like và nhấn nút đăng ký nếu bà con nào chưa đăng ký, và viết ra chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị. Have a good day, thank you.